hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 22 tháng 5 tới đây, tại Thư viện tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức ngày hội Internet. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam cho quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí, tìm kiếm các thông tin thiết thực cho hoạt động sản xuất, cũng như các thông tin cập nhật về tình hình thời sự, văn hóa trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Bên cạnh đó, sẽ có các chương trình biểu diễn văn nghệ và trò chơi về máy tính và Internet với những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến Internet. Với những ưu thế vượt trội, Internet từ khi ra đời đến nay đã luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.